Chào các bạn nhân sĩ giang hồ, Tranh Phong xin giới thiệu với các bạn giai đoạn 2 của Thần Binh Truyền Kỳ. Trong giai đoạn này, tập trung vào hoàn thành nhiệm vụ bí cảnh ngày để nhận 3.500 cống hiến ban cùng với đá huyền long là nguyên liệu dùng để nâng cấp thần binh. Tuy là đang ở giai đoạn 2, nhưng các bạn đừng quên hoàn thành các nhiệm vụ của giai đoạn 1 nhé, vì nó cũng sẽ giúp cho chúng ta tích lũy được số lượng điểm cho giai đoạn thứ 3 tới. Đến với phó bản Độc Thần Điện Anh Hùng. Độc Thần Điện nằm ở phía tây nam Ngũ Tiên Lĩnh, tại đầm Hắc Long. Nhắc tới đầm Hắc Long thì chắc ai bôn ba bắt ngựa thì cũng biết đến địa danh này, nơi xuất hiện duy nhất của ngựa cấp 13 Lý Phi Sa. Tiến vào phó bản Độc Thần Điện Anh Hùng với 3 boss Tháp Đan Mậu Bá, Bào Mục Hiệp, Ô Linh Phong. Bắt đầu phó bản, nhân sĩ di chuyển sang bên phải hoặc trái, leo lên vách núi để tránh khỏi 3 NPC tuần tra đang đi. Sau đó vòng ra sau nó, di chuyển tới khu vực cây cầu. Từ đây, các nhân sĩ tiếp tục đi thẳng đến món tháp Đan Mậu Bá. Sau khi tiêu diệt tháp Đan Mậu Bá, nhân sĩ đi theo con đường bên trái để di chuyển lên boss Bào Mục Hiệp. Các nhân sĩ sẽ phải tiêu diệt 2 NPC chặn cổng mới có thể tiến vào, giữ khoảng cách với các NPC xung quanh, tiến đến boss Bào Mục Hiệp. Sau khi tiêu diệt Bào Mục Hiệp, nhân sĩ đi thẳng đến boss Ô Linh Phong bằng cây cầu độc mộc. Nhân sĩ không còn lựa chọn nào khác hơn là tiêu diệt các NPC trên cầu này để đến được mục tiêu. Hoàn thành tiêu diệt các boss, nhân sĩ có thể nhận được các trang bị 255 ngẫu nhiên của từng môn phái. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nhân sĩ cũng có thể lập tổ đội để có thể đi lại các phó bản này để tìm đầy đủ trang bị cho bản thân. Hãy nhớ là phải tái lập phó bản với 50 thế lực mới có thể đi lại, nếu không bạn sẽ đứng một mình trong phó bản đó.